rất là hạnh phúc. Nói vậy chứ không phải bởi vì chén cúp tranh sống còn thua mà. Nhưng mà lại nói thêm một cái câu là nếu là chồng vợ thì hơn thua cái nỗi gì. Phải không ạ? Cho nên là mình phải giữ cái tình cảm đó, cái tình yêu đó, giữ cái hạnh phúc trước tiên nhất là trời đã ban cho mình. Gặp được cái người có cơ duyên, có nợ duyên cùng với mình, có thể là kiếp trước và cũng có thể là kiếp này mình đã tạo dựng thì mới gặp gỡ. Tại sao gần 1 triệu dân mà không gặp ai mà hai người này lại gặp nhá? Cho nên là cái chỗ này cần phải giữ. Nói giới thiệu thành viên cô chú bác dì dượng cậu mợ anh chị để cho hai con nghe, nhưng mà đồng thời cũng xuyên qua đó là thêm vào một cái tình yêu, thêm vào một cái hạnh phúc và thêm vào một cái sự thủy chung. Thì nói cho tao nghe, cuộc sống giống như mình nấu một nồi canh, nếu không bỏ muối thì nó lạc nhất, không bỏ đường thì làm sao biết nó vị ngọt chua. Cho nên là phải có gia vị, có nêm nếm, có thế này thế nọ thì cuộc sống nó mới thú vị, nó mới đúng, nó mới hay. Kế đó cậu mở em ruột của mẹ chú rể kề xem kề thứ ba cô và chị, đây cũng gọi là út nữ, nữ của bí nội cô. Cho mà không có im lặng là vàng. Thành thử ra là ok. Trời đất. Rồi trời. Anh chị ba, cái mà thằng ba là vì anh ba cho nó lên chức. Anh ấy là coi như bây giờ là thay thế cái trưởng nam. Tôi đi họ áo dài thì may thôi, phải điện thoại mời bác sĩ đó, cho nên cuối cùng rồi bây giờ phải tôi đi rối ai vậy. Mới chết cho nên là không thể đi họ được, thành ngồi ở ngoài dồn tiếc lẽ, nhưng mà tức quá không chịu nổi. Tại sao vậy? Là cũng phải
làm bộ đồ kinh lễ. Đấy, chị Tùng, anh Hải. Đấy, là thứ 8. Anh lấy á thì coi như là cứ cười miệng chi thôi, không biết là ai nói gì nói cả, không cần biết, không cần nghe, không cần thấy. Còn cô cậu kia là ở trong Sài Gòn chứ không phải là ở đây, nhưng mà rồi cũng có anh em làm bộ đồ giống y thì mấy chị mấy anh sao thì vợ chồng em là cũng y như vậy. Vợ là tên Kim, là chồng là tên Nam ở Sài Gòn. Đấy là Út á, Út nữ. Bây giờ tất tẩy đứa gái thật phải có Út nữ. Thôi anh ấy, anh coi như là anh lượm hết. Anh ấy rễ Út mà. Rễ Út. Đây có anh Hạch và Trung. Hai vợ chồng ở Quảng Ngãi. Dân Đức Thổ. Rồi. Và đấy là xin thưa là do ghế bàn chật quá chứ không phải cái nhà chật, mà cô bác đúng gì thì rất nhiều, biết ai bây giờ thôi tuyển lựa ca sĩ không nào. Đây xin mời anh chị, quý vị nhìn thấy đẹp lắm không? Đây là anh Tư, à, chị Tư của con của bà Dì. Bà Dì thuộc bảy chị bảy, cái là em của tôi là bảy, bảy thành gọi là bảy dèm, hay nói dèm thiên hạ đó. Đây là em dâu và tên là chú Út đâu, chú Út đâu, đây là Út, Út Lập. Em đây là em dâu, chẳng phải là em người dân. Bên là nhiều quá mà. Thôi tạm thời như vậy đi, để hết giờ. Để cho qua bên này đi. Rồi bên tôi chắc là xong rồi á. Thì mình giới thiệu rồi thì mình cũng tự nhiên mình giới thiệu này là nói chung thì mình không thể đếm được thời gian, cho nên nó có sự mất mát ba và mẹ, cho nên đất trời cũng để lại cho mình, mà tự nhiên một người cha người mẹ mà quá cố đi rồi thì mình thấy cơ hội
sửa giấy ấy là đất trời cũng cho ban, lệ cho gia đình là có một người mẹ nuôi, tức là xin giới thiệu mẹ. Tiếp theo đến là vợ chồng của chú Bảy. Vợ chồng của anh sĩ đó đâu, vợ chồng sĩ đó đâu, vợ chồng anh sĩ, cháu sĩ, tức là anh của ba trăm. Mới đến là vợ chồng cháu nhận, tức là cô con đại diện cho phía cô bốn, vợ chồng cô bốn đó. Và vợ chồng cậu Bảy. Tức là cậu của bé Trâm, cậu của bé Trâm á. Rồi đấy em cô của bé Trâm là cô Tám. Cô Tám. Cô Tám. Chúng ta mang tên là Hương và Thương. Và còn cô Út, đấy tiếp tục là vợ chồng cô Út là cũng người á, đó là Út người, Út của người luôn. Và đấy là do nó ngầu không có cần kề cạnh nó, nhưng bây giờ đấy là mẹ Tính và mẹ Thương, tức là hai người mẹ. Và con là anh của mẹ Tâm, tức là con bất ba, tức là Việt và Liễu. Chú Út. Nhưng mà dưới đó mình còn nữa. Thấy chưa, chú Út, ở dưới đó mình thấy chưa? Thì nói chung thì ba mẹ thì khi đó thì cũng không vất vả anh là mang cũng được, nên cũng đông. Cho nên là cũng xin giới thiệu với anh là hết. Tại như là để tiếp tục chương trình thì em cũng kế tiếp như thế này. Nói chung thì giàu trong một cuộc sống mà đất trời thì mây mông, nhưng cũng dành cho hai gia đình một cái nhỏ mà thôi, tức là đức và cái lộc của cha mẹ hai ba gia đình để lại ngày nay con cháu nó được hưởng. Cho nên hai cháu được cả xe duyên tư tác, được gặp nhau xây dựng một cuộc sống trăm năm hạnh phúc. Chỗ gì ấy thì trong cái vừa làm lễ rồi đến cái gì giới thiệu thì không có gì hơn, thì em cũng có đôi lời như thế này. Nói chung là hai cháu cũng như anh chỉ biết trong một cuộc sống và làm một cuộc sống ẩu tiền cũng là cuộc sống thôi, còn nói chung về cái gia đình thì có khuôn phép tất cả thì chắc nó cũng chưa rồi được gì. Nói chung mấy cái làm điểm thầu em thì cũng có nói ra thay như vậy, thì nói chung tất cả cũng là con cháu mình muốn sao cho con cháu nó thành công từ trong gia đình vào cuộc sống có con hiếu mà gìn giữ một cái độ đức tồn tệ lệ cho con, cho cháu để lưu truyền hết đời này qua đời nọ, vì làm cha làm mẹ làm bác cũng không thể sống suốt đời với các con các cháu được, nó sự gì ấy. Cho nên tất cả những gì cháu nó chưa hiểu biết thì mong muốn tất cả và cha mẹ anh em và con dòng họ nội ngoại để dành cho cháu một cái tình thương góp ý và xây dựng. Tôi xin chân thành cảm ơn. Trước khi hết lời thì không có gì hơn. Xin mời anh tặng ly rượu này với một cái tình cảm sâu sắc mà để em ghi rất sâu trong cuộc đời. Xin mời anh. Xin nhờ những cái vô là thôi để tiếp tục là nãy giờ cũng có người chặt cọc, ý là nhân cái ngày vui, ngày hạnh phúc của chồng thì để hỏi trước cô bác thì mình có cái quà gì không, còn nào thì đưa qua cho mấy em. Ừ, có hả? Già thì già chứ mà vui thì cũng không bỏ. Thôi vậy mời hai bác qua bước lên trên này mình đứng cho để tới chỗ đấy.
Bye bye.